Giờ dầu là cho nhiêu chạy về? Cho một canh dầu chạy về. Cho một canh ha? Dạ. Ừ. Đây bình của nó đó hả? Bình của nó. Ừ. Bình 100. Bình 100. Xin chào quý khán giả. Từ Siêu đã có mặt tại cống ngăn mặn Lung Lớn thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay có một chiếc vỏ nghề đánh đập xếp đang tìm chủ. Thì bây giờ Từ Siêu mời quý vị vô chi tiết nha. Vỏ này anh chủ đã lên đời rồi. Giờ chiếc này dư ra. Đi theo Từ Siêu, quý vị nhận được nhiều giá trị lắm. Vỏ đây. Anh chủ cho em hỏi vài câu nha. Ủa cái vỏ này á, hiện tại đó là kêu bán giá nhiêu? Em kêu 39. 39 triệu. Dạ. Mà bây giờ á, thí dụ như mà người ta không lấy vàng đồ nghề này nè, là anh tính giá làm sao? Nếu không lấy vàng đồ nghề thì anh để là 35. 35 triệu. Dạ. Rồi bây giờ giấy tờ làm sao? Giấy tờ tay. Giấy tờ tay ha. Dạ. Rồi đóng mộc ha. Dạ. Ừ. Bây giờ coi lên vỏ đi. Lên vỏ đi. Cái vàng này là còn hoạt động bình thường ha? Hoạt động bình thường. Rồi anh mở luôn đi, quay cho khán giả coi luôn. Máy D máy gì? D9. D9 ha. Dạ. Neo đường dây neo nè. Đó, là dao luôn đó. Rồi quay đi anh. Này là hoạt động bình thường nha quý vị. Đâu. Quá im ha, lên ra. Rồi. Tắt đi. Thì ở đây là ảnh mà lấy này lên là giá 35 triệu. Đó. Này là hoạt động bình thường. Thì người nào không làm nghề này á thì thương lượng với ảnh nha. Ủa kích thước cái vỏ này là bề ngang nhiêu ta? Bề ngang 1m8. Ngang 1m8. Dài 10m45. Dài 10m45. Còn chiều cao này đo được nhiêu? Đo không? Không có đo. Này cỡ 9 tấc quá. Em nghĩ cỡ 9 tấc. Này nó chứa được nhiêu cái cặp xếp anh? Cái lú này anh? Nếu mà đi bình thường thì khoảng 280. Là đi im, còn nếu mà sóng gió luôn khoảng 240, 250. Ủa vậy là vỏ này về nước của nó đó là nó dài có nhiêu? Dài khoảng 2m rưỡi. Khoảng 2m rưỡi ha. Giờ có chiếc lớn hơn. Đó. Mở lên luôn. Thì có sao quay đó nha. Về thì mình muốn chế gì chế. Cái máy này là sao anh? Anh mua nghĩa địa hay là sao? Máy nghĩa địa. Mua nghĩa địa ha. Yeah. Là trước giờ bung chưa hay là chưa sao? Bung miếng nào hết. Chưa bung ha. Giờ dầu là cho nhiêu chạy về? Cho một canh dầu chạy về. Cho một canh ha. Dạ. Ừ. Đây bình của nó đó hả? Bình của nó. Ừ. Bình 100. Bình 100. Đây máy đây. Máy này máy gì anh? 3T72. 3T72. Bình nó ngọt luôn. Ừ. Rồi cái vàng này cũng mấy chục triệu nè quý vị. Đó. Khi mà vô làm mới thì quý vị biết đổ tiền vô ha. Này bơm 75. Này bơm 50. 50 hả? Dạ, 50. Tới giống nhìn. Đây là bồn dầu chảy của nó hả? Bồn dầu chảy. Ừ. Rồi ra làm sao nữa? Coi hộp số nha. Cái phần cây trên đây là anh biết cây gì không? Cây này là cái cây tạp. Tùm lum cây hết trơn ha. Dạ. Trên đây thì lắp keo rồi nè. Ủa cái vỏ này lúc trước là anh mua ở đâu anh? Ở Sóc Xoài. Sóc Xoài ha. Dạ. Thôi giờ ra sao đi coi. Nó thì ngồi ở đây lái nè. Hai cái tre này lái nè. Ủa rồi cái điện đàm đây đâu anh? Điện đàm đang đi sửa rồi. Vậy là giao cái điện đàm ha. Giao điện đàm luôn. Thì có sao thì mình nói vậy nha quý vị. Đó, bây giờ ra sao đây. Ủa rồi cái phần bánh lái nó là bánh lái gì ta? Bằng sắt ha. Keo. Này cốt inox hả? Dạ. Rồi cái phần lã ký của nó? Lã ký mà inox luôn. Inox luôn. Dạ. Ừ. Thì vốn mít thì đem về quý vị. Nhiều khi mình không làm nghề này á, mình làm nghề khác. Giờ phương tiện làm ăn thì mình đóng mới mệt lắm quý vị ơi. Giờ vô đây coi hộp số nè. Anh mở luôn được không? Sơn sáng được không? Hết hả? Hết thấy rồi hả? Để vô. Để trên. Máy này anh chủ nói là bao zin nha quý vị. Mua nghĩa địa đem xuống. Ủa còn cái hộp số này thấy mới quá vậy anh? Mới mua mà. Này là anh mua trong thùng luôn hả? Dạ. Ồ, hộp số vàng của Trung Quốc nè. Này sản xuất năm 2017. Ồ vậy là này 2,5 tu hả? Dạ. 2,5 tu. Cái láp của nó nhiêu anh? 30. 30 inox. Láp 30. Đó, inox. Ủa rồi cái chân vịt của nó? Chân vịt đó thao 4/8. Thao 4/8 ha. Là ký là inox luôn. Nó thì nó còn nhiều đó quý vị. Rồi bây giờ anh đề đi. Đề đi kiểm tra hơi hám này. Đề vô. Máy này im quý vị ơi, im nha. Lên ga đi. Nẹt ga. Vỏ này vỏ mới của anh nè, bự hơn nha, 2 mét mấy. Bây giờ sẽ đảo một vòng cho quý vị xem nha. Lên 2 về nước rồi. Số điện thoại giùm hình là cô chủ á, cứ gọi cho chủ nha. Vỏ này bây giờ nhỏ quá. Ảnh bây giờ lên chiếc vỏ lớn hơn. Trời mưa quý vị ơi. Máy hiện tại Từ Siêu đã khám rồi. Nó khá là được nha. Không đủ hơi, không khói. Cứ gọi cho chủ nha. Số điện thoại trên màn hình đó, gọi cho chủ. Mình không phải làm cò nha quý vị. Mọi thứ gọi cho chủ thương lượng. Không lấy cái dàn ben đó thì người ta sẽ trừ tiền ra. Còn 35 triệu. Mình không làm nghề này thì mình làm nghề đánh lưới nè, hoặc chở hàng này nọ. Cụ người mới ta nha. Đây là phương tiện làm ăn. Lấy này đi câu cũng được nha quý vị. Ai khoái đi câu á, mình mua về mình che mát lại cái phần phía trước đó. Rồi phía sau thì che chỗ làm nhà vệ sinh. Nó đi câu cũng được. Từ Siêu thì ý kiến gì đó quý vị, nếu mà có ý kiến gì đó cứ gọi cho chủ nha, hoặc là bình luận vô số điện thoại trên màn hình đó. Nhiều khi đây là cái duyên đó, ai mà đem về đi làm ăn này nọ các kiểu lơ mơ lấy vốn sớm lắm, 30 mấy triệu à. Cho con canh dầu chạy về nữa. Rồi tắt máy đi anh ơi. Thấy gì chứ làm đổ tiền vô dữ lắm. Cái sàn lá giả phía sau nè, rồi cabin này nó các kiểu nè. Chịu không nổi tiền đâu nha quý vị. Ủa anh, vậy là chiếc này anh chạy nếu mà hết tốc độ khoảng nhiêu lý anh? Khoảng 6 lý 2. 6 lý 2 ha. Bây giờ thì em để số điện thoại vô đó, ai mua thì người ta sẽ gọi cho anh ha. Dạ. Rồi có gì thì em sẽ cố gắng làm clip sớm sớm cho anh. Dạ. Thôi chúc anh sức khỏe nha, mau lấy lại vốn chiếc mới. Rồi, cảm ơn anh.